Buổi sáng ngày hôm nay, showroom Vua Gầm Cao đón tiếp khá nhiều những khách hàng đến xem và đi thử xe, và khả năng sẽ chốt được một vài chiếc đây. Thì hôm nay mới về được một cái chiếc xe mới để phục vụ anh chị này. Một cái phiên bản Gầm Cao 5 chỗ ngồi đời 2017 là bản full 2.5 full kịch anh chị nhé. Với giá tiền là hơn 5 đồng thì thực sự đây là một cái mẫu xe mà rất nhiều anh chị sẽ có thể là đầu tư để đi được này. Anh chị có thể nhìn qua một vòng về lớp vỏ bên ngoài của chiếc xe này thì sẽ thấy được rằng đây là một cái chiếc xe mà hàng tuyển bên em tuyển chọn về cho các bác đây. Thì với chiếc xe này thì cam kết với các bác đó là máy số zin tuyệt đối luôn các bác nhé. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng siêu đẹp luôn, bên em đã chủ động rút hồ sơ cầm tay rồi. La răng phay, một dàn lốp cũng còn khá là mới, bác chủ đi bảo dưỡng bảo trì thường xuyên. Nói chung là xe thì không có nỗi đâm xô tai nạn gì cả các bác nhé, không ngập nước thì không tủy kích. Chúng đây là một chiếc xe mà nó rất là tốt các bác nhé, rất tốt luôn. Đây các bác nhìn qua form dáng của chiếc xe này. Đây đèn đóm xe rất đẹp luôn, sơn si của chiếc xe rất là đều. Chiếc xe này thì em cũng mới về mấy ngày và cho sơn si dọn dẹp thì đến hôm nay mới có thể là giới thiệu đến tay cho các bác. Thì những bác nào mà đang cần tìm dòng CX5 mà muốn đi cái bản 2.5 cao cấp, nó đầy đủ option và có khối động cơ nó khỏe, thì thực sự là các bác tìm mẫu này đi là tốt này. Với số hotline của em đó là 0964 834 834 các bác nhé. Địa chỉ là 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, showroom Vua Gầm Cao, chuyên về các mẫu gầm cao 5 chỗ 7 chỗ ngồi các bác nhé. Và toàn là những chiếc xe chất lượng được tuyển chọn thôi. Đây các bác nhìn này, đây là chiếc xe mà có lớp vỏ bên ngoài khá là đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Và cái khoang nội thất thì mời các bác hãy cùng em vào để khám phá này. Thì với phiên bản 5 chỗ ngồi gầm cao này thì các bác sẽ thấy được cho em đây này. Đây đấy, ghế da là nguyên bản theo xe từ đầu này. Đấy, còn khá là mới, 2017 đến thời điểm này xe lăn bánh đã được 7 năm rồi. 7 năm rồi thì chất lượng còn lại sau 7 năm thì các bác nhìn nó vẫn ok đúng không ạ? Với Mazda thì nó được trang bị công nghệ máy Skytip cho nên khá là tiết kiệm. Và các bác nhìn này, đây những con ốc cánh này là chưa từng vặn mở nhé. Những cái tam ly tam lô của xe còn khá là mới nhé. Đây các bác nhìn đây ạ. Đấy, còn lại toàn bộ tất cả các chi tiết gầm bệ, máy móc của xe là zin nguyên bản. Và các bác có thể nhìn được cho em đây này. Đây, củ phanh của xe này và một dàn lốp các bác này. Một dàn lốp còn khoảng tầm 80% các bác. Và các bác còn đi vài năm nữa không phải thay lốp đâu. Xe còn rất đẹp luôn, bậc bệ lên xuống đầy đủ, lớp sơn si của xe bóng mượt luôn. Chung là với cái sản phẩm này thì bên em đang chào bán cho tất cả các bác khách hàng với cái mức giá đó là công khai luôn, đó là 570 triệu các bác nhé, 570 triệu đồng các bác nhìn cánh lái này. Đấy, một cái xe khá là đẹp luôn. Một kính lái auto, 3 kính chỉnh điện, những cái táp ly nhựa còn rất đẹp. Với cái bản full thì anh chị sẽ thấy được rằng nó được trang bị hai ghế điện ở ghế lái và hàng ghế phụ. Đặc biệt ghế lái được trang bị đến hai vị trí nhớ ghế các bác nhé, hai vị trí nhớ ghế. Và có các chế độ như là cảm biến áp suất lốp, chế độ i-stop và hỗ trợ lực kéo này. Và các bác sẽ thấy được vô lăng này. Đấy, vô lăng tích hợp Cruise Control đi ga tự động này các bác này. Đấy, và xe này lăn bánh đến thời điểm này là 89 vạn. Đấy, 8 vạn 9 các bác nhé, 8 vạn 9. Đây các bác nhìn này, à 7 vạn 3 các bác, 7 vạn 3 nó mờ mờ đấy, mãi em mới nhìn thấy 7 vạn 3. Màn hình OLED đầy đủ này. Đấy, màn hình giải trí đầy đủ, phanh tay điện tử và các chế độ lái sport này các bác này, các chế độ lái sport thể thao, điều hòa tự động, hàng ghế lái phía đằng trước khá là đẹp luôn. Khá là đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Nói chung là với những chiếc xe mà bên em đã tuyển chọn ấy, nói chung là các bác sẽ thấy được rằng là toàn những chiếc xe chất lượng thôi. Bản 2.5 thì không thể thiếu được cửa sổ trời các bác nhé. Đấy, không thể thiếu được cửa sổ trời đâu. Rất là đẹp. Và loa thì toàn bộ là ở đây là trang bị đến 10 loa bâu. 10 loa bâu cho chế độ giải trí cực kỳ là cao cấp và vô cùng là tuyệt vời. Đấy các bác mà đến với những sản phẩm này của em thì khá là tuyệt luôn. Với phiên bản là 2.5 thì thực sự là với những bác nào mà thích về cái cảm giác lái thì các bác cũng sẽ không sợ tốn xăng đâu, bởi vì cái công nghệ Skytip nó rất là ưu việt hơn rất nhiều so với những cái công nghệ khác. Bởi vì công nghệ Skytip thì nó là một cái công nghệ đến từ thương hiệu của hãng xe Nhật. Nó chỉ mức tiêu nhiên liệu khiêm tốn đó là 8 đến 9 lít trên 100 km thôi. Nhưng đổi lại nếu các bác đi khối động cơ 2.5 này mà các bác đi cung đường dài thì nó tiết kiệm còn hơn cả 2.0. Điều này là thực tế các bạn. Bác nào cứ lên các trang mạng các bác hỏi xem. Đây máy hôm nay em rửa lại rồi đây này. Các bác nhìn này.
Đấy, máy nó rất sáng và rất đẹp luôn. Em có rửa qua, dọn qua này, để có thể đem đến cho các bác cái chiếc xe nó đẹp nhất. Rất là hoàn, rất là đẹp đúng không ạ các bác? Đây, những cái vết trần rất là đẹp đây, như các bác nhìn đây. Xe thì bao zin cho các bác tuyệt đối từng chi tiết luôn. Đây, các bác nhìn này ạ. Vâng, đây, zin tuyệt đối các bác nha. Máy móc nguyên zin, keo chỉ nguyên zin, zin từ răng chẳng cỏ. Máy rất là sáng các bác ạ, máy rất là sáng. Chung là với những chiếc xe này của bên em thì các bác tiếp cận được thì các bác sẽ cảm thấy rằng là nó khá là yên tâm. Yên tâm về cái mặt chất lượng, yên tâm về phong cách phục vụ, yên tâm về cái sản phẩm mà các bác tiếp cận trực tiếp ở đây. Đấy, rất là sáng, máy rất là sáng các bác nhé. Tất cả những cái đèn đóm là nguyên zin, rồi những cái tấm nhựa ở phía bên trên này đều nguyên zin nguyên bản. Đèn thì được, đèn của chiếc Mazda này được trang bị đó là đèn bi siêu sáng cộng giải LED ban ngày, cảm biến được trang bị cảm biến trước sau. Form dáng của đời này khá là đẹp luôn. Với cái tầm tiền đó là trên 500 triệu đồng thì thực sự đây là một cái mẫu xe nó sẽ mang lại được cái nhiều điều cho người sử dụng. Thứ nhất là form dáng xe đẹp, thứ hai công nghệ xe Nhật, thứ ba đó là option nhiều đúng không ạ? Các bác nhìn form dáng xe rất đẹp. Lớp vỏ bên ngoài căng đét luôn các bác này. Căng đét luôn các bác nhá. À, lốp láp xe đẹp. Lốp láp xe đẹp như thế này cơ mà, củ phanh đi vàng chóe luôn. Lát em sẽ quay cả phần gầm để cho các bác thưởng thức luôn cả phần gầm. Đấy, các bác khi mà tiếp cận xe của bên em thì các bác sẽ luôn luôn là tiếp cận được với những sản phẩm chất lượng này. Vua gầm cao thì luôn luôn bán xe chất lượng các bác nhé. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy nội thất nó xe căng như thế này cơ mà. Đấy, nội thất xe nó căng đét như thế này là các bác cảm thấy yên tâm chưa? Loa Bose cho nên là nghe rất hay. Đấy, cho chế độ âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Loa Bose thì tuyệt vời. Đây các bác nhìn này. Nội thất xe thì không chê được đâu đâu. Đấy, trần đẹp luôn. Tất cả chi tiết xe là đều tăm tắp luôn. Chúng ta những bác nào mà thích em quay kỹ thì em quay cũng rất là kỹ luôn. Cảm biến trước sau đầy đủ các bác nhé. Đấy, còn hệ thống cốp phía sau này, em mở ra để có thể cho các bác quan sát tiếp này. Đây. Đúng không ạ? Đây. Các bác nhìn này. Nhựa sau là gần như không có cái tì vết gì cả. Phần nhựa sau không có tì vết gì các bác nhé. Những cái đồ đặt theo xe thì bác chủ để ở dưới này. Đây là nốp sơ cua này. Đấy, đồ đặt theo xe không thiếu cái gì cả bác ạ. Đấy, bác nào mà muốn mua cái chiếc xe này, chốt chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp tới Zalo. Hotline của bên em đó là 0964834834 các bác nhé. Đấy, đến địa chỉ số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Vua gầm cao, nơi mang tới cho các bác những sản phẩm chất lượng. Đấy, đây là bản full nhé các bác nhé. Bản full 2 cầu và khối động cơ 2.5 cực kỳ là cao cấp, đến từ thương hiệu của Mazda. Một chiếc xe mà chắc chắn rằng là nếu như các bác mà đang tìm, các bác đang tìm sản phẩm chất lượng thì các bác sẽ không thể bỏ qua chiếc xe này được đâu. Bởi vì đây là chiếc xe mà nó sẽ mang lại cho các bác rất rất nhiều những điều hoàn mỹ. Và rất nhiều những điều hoàn mỹ và đáp ứng được cho các bác nhiều nhu cầu. Vâng, hãy đến với showroom Ba Tư Phan Vua Gầm Cao để các bác sẽ tới được những sản phẩm chất lượng. Chân thành cảm ơn các bác. Còn nếu bác nào mà muốn quan tâm kỹ hơn thì mời các bác tới phần gầm nhé. Cảm ơn các bác. Vâng, khi mà các bác xem những cái sản phẩm của Vua Gầm Cao thì các bác sẽ tiếp cận ngay với cái việc đó là quay gầm các bác nhé. Đây các bác nhìn này, ông bố ông xả rất là mới luôn. Rất là mới luôn, sáng trắng luôn các bác này. Đây, xem lại phần gầm bệ này, loát con một loạt các bác nhé. Đây, bác nhìn thấy là nâng cầu như này đã uy tín chưa? Cái việc mà kiểm tra gầm thì nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì ta xem là nó có va đập gì phần gầm không, và sẽ xem được chính xác là máy số nó có zin không. Đây các bác nhìn này, em sẽ quay phần máy số trước để cho các bác xem. Thì cái xe này của em đó là máy zin các bác nhé. Đây là những cái keo của nhà máy này, nó vẫn còn nguyên này. Xe thì khi nâng cầu lên thì em sẽ kết hợp luôn cái việc đó là dọn rửa xe cho nó sạch sẽ, nó hết những cái vết bùn đất lâu năm nó bám. Còn lại những con ốc này là nó còn nguyên bản các bác này. Đấy, những con ốc nó còn nguyên bản này. Các bác nhìn này. Đấy, vậy là máy số như thế này nó là nguyên zin các bác nhé. Đấy, khi các bác đi kiểm tra bất kỳ nơi đâu thì người ta cũng nâng cầu lên để kiểm tra cho các bác, với cái việc đó là xem những cái chi tiết như thế này. Còn lại thì các bác sẽ xem được các phần sắt xi, rằng đỡ phía trước phía sau, xem là nó có bị va chạm gì không, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, sắt xi như này đã uy tín chưa? Đấy, thì bên em thì luôn luôn là đầu vào là những cái sản phẩm là rất là kỹ càng, kiểm tra kỹ và dọn dẹp sạch sẽ, để khi mà cũ người là mới ta các bác. Đây, quan điểm là như thế, làm sao mà mang đến cho các bác những chiếc xe đẹp nhất và những chiếc xe chất lượng nhất và không có đâm va các bác nhé. Đấy, còn lại là máy móc nguyên zin, không thủy kích, không ngập nước.
Khi mà các bác mua chiếc xe này, phiên bản này hai cầu, các bác nhìn cái cầu phía sau này. Đấy, cái cầu phía sau hoạt động bình thường. Không phải là hai cầu là tốn xăng đâu các bác nhé. Hai cầu nó sẽ tăng cái lực chuyển động. Và nếu như các bác nào mà cần đi những đường địa hình và đi xa thì các bác đi những cái phiên bản hai cầu này nó sẽ khỏe hơn. Nó sẽ tốc độ hơn và nó sẽ đảm bảo đấy là tiết kiệm xăng hơn các bạn. Cho nên là các bác không ngại nó là hai cầu thì nó tốn kém đâu. Đây phần phía sau đây các bác này. Đấy, nó rất là ok nhé. Chúng ta tất cả mọi cái chi tiết về cái xe này thì đều rất là rõ nét để cho các bác nào mà đang tìm về cái chiếc xe CX-5 phiên bản 2.5 hai cầu thì các bác có thể lựa chọn và liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Vâng, một chiếc xe khá là hoàn mỹ và giá tiền nó là 560 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bác.